Xin chào các nghệ sĩ, tôi đang ở Ngọ Môn của Kinh Thành Huế. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một nét lịch sử của triều đại phong kiến nhà Nguyễn, nơi xuất phát cái ý tưởng của công thức pha trộn của thuốc lá hoàng gia. Chúng ta hãy cùng theo tôi đi vào trong để tham quan được cái quang cảnh của những công trình vĩ đại của nhà Nguyễn đã để lại cho nhân dân Việt Nam nhé. Rất tuyệt vời.